Ông Hải chuyển cho Nam Trà My 106 triệu tiền trả lại và thêm 46 triệu nữa sau cuộc gọi của chị Huệ. Chúng tôi đã bỏ qua tất cả để hướng đến người nghèo. Cảm ơn chị Huệ và hẹn gặp lại. Ông Hải viết trên trang cá nhân. Ít phút trước, cập nhật thông tin trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải viết: trên đường chở bệnh nhi về Sóc Trăng, tôi đã nhận được cuộc điện thoại của chị Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My. Chúng tôi đã thống nhất như sau. Việc xây nhà tình thương với giá 60 triệu đồng một căn sẽ không còn phù hợp vì giá vật liệu xây dựng tại huyện miền núi Nam Trà My rất cao. Nếu 60 triệu đồng chỉ xây được một phòng ngủ và một nhà vệ sinh và thẩm mỹ sẽ không đẹp. Chị Huệ đã xin ý kiến thường trực huyện ủy về vấn đề này. Chúng tôi thống nhất sẽ xây dựng ngay một căn nhà có 2 phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh mới với mẫu nhà mà Nam Trà My đã làm nhiều căn như vậy với số tiền 150 triệu đồng một căn nhà này. Hình nhà mẫu Nam Trà My đã xây. Mỗi căn nhà rộng và đẹp như vậy sẽ đảm bảo sinh hoạt cho 6 đến 8 người, sẽ tạo ra một bộ mặt đô thị đẹp. Đây cũng là bước đột phá rất đặc biệt của huyện Nam Trà My về xây nhà tình thương. Tôi rất tán thành với quy định hiện nay là nhà tình thương chỉ 60 triệu đồng một căn. Tôi sẽ cho chuyển khoản ngay 46 triệu nữa cho Nam Trà My từ nguồn tiền mà thành phố Châu Đốc đã gửi lại, 106 triệu đồng. Số tiền dư sẽ mua một cái quạt thật tốt nhất của Nhật tặng cho gia đình họ khi khai trương. Tất cả 20 căn nhà tình thương trong chương trình này đều được tặng mỗi gia đình một cái quạt tốt nhất của Nhật. Tôi sẽ sắp xếp đến Nam Trà My để dự tân gia căn nhà này và 19 căn nhà ở các địa phương khác. Chúng tôi đã bỏ qua tất cả để hướng đến người nghèo. Cảm ơn chị Huệ và hẹn gặp lại. Sáng qua, ngày 13 tháng 4, trao đổi với phóng viên, ông Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc xác nhận, sau khi ông Đoàn Ngọc Hải lên mạng xã hội đòi lại tiền, lãnh đạo thành phố Châu Đốc đã gửi trả lại ngay trong ngày. Trước đó, thông qua chị Thủy, Phó Văn phòng Thành ủy Châu Đốc, ông Đoàn Ngọc Hải có nhã ý gửi đóng góp 106 triệu đồng hỗ trợ Châu Đốc, cất nhà tình thương cho người nghèo. Ngày 2 tháng 3 năm 2021, thông qua tài khoản cá nhân, bà Đỗ Thủy Tiên chuyển khoản cho Ban vận động Quỹ vì người nghèo, thành phố Châu Đốc số tiền 106 triệu 592 nghìn đồng với nội dung xây nhà tình thương do nhân dân Hà Nội đóng góp. Tuy nhiên, đến sáng ngày 10 tháng 4 năm 2021, ông Đoàn Ngọc Hải lên mạng xã hội đòi lại số tiền trên với lý do nhiều lần viết bài cảnh báo nhắc khẩn trương xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo trước mùa mưa sắp tới, nhưng đến nay vẫn không thấy gì. Tuy nhiên, theo ông Lâm Quang Thi, thành phố Châu Đốc không hề vô cảm trong vụ việc này và nguyên nhân chưa triển khai cất nhà cho người nghèo như mong muốn của ông Đoàn Ngọc Hải, vì đến năm 2019, thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo. Trong khi đó, việc xét cấp chế độ xây nhà tình thương cho hộ cận nghèo và hộ khó khăn phải thực hiện theo quy trình, quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể là phải tổ chức bình xét đối tượng đúng theo tiêu chí và áp dụng số tiền hỗ trợ đúng theo quy định. Thậm chí theo ông Thi, nếu có xét hỗ trợ cất nhà, thành phố Châu Đốc chỉ có thể thực hiện hỗ trợ nhà cho người dân khó khăn với số tiền là 40 triệu đồng một căn, chứ không thể áp dụng cao hơn mức dành cho nhà hộ chính sách. Trước hết là chúng tôi bày tỏ sự trân trọng tấm lòng của các nhà hảo tâm đã quan tâm đến Châu Đốc. Việc gửi trả lại tiền trong trường hợp này không có nghĩa là Châu Đốc không cần, không thiết tha với sự đóng góp hỗ trợ của các nhà hảo tâm chung tay cùng địa phương chăm lo cho người dân khó khăn cận nghèo. Ngược lại, Châu Đốc rất cần và luôn mong muốn và tạo mọi điều kiện để tất cả các tập thể cá nhân gần xa cùng địa phương hỗ trợ người dân khó khăn. Nhưng trên hết, Châu Đốc vẫn phải tôn trọng, tuân thủ và chấp hành quy định của pháp luật và thiết tha mong các nhà tài trợ thấu hiểu, chia sẻ để cùng thực hiện nghĩa vụ kép, vừa hỗ trợ nhanh cho người dân, vừa thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ông Thi chia sẻ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình 22 cộng ngày hôm nay của chúng tôi. Sau những khó khăn, trì hoãn của đại dịch Covid-19, khán giả Việt giờ đây đang chứng kiến sự trở lại của hàng loạt các sân chơi nhan sắc, trong đó có không ít các cuộc thi lần đầu được tổ chức. Giữa lúc ở Việt Nam, các cuộc thi như thế này vẫn đang liên tiếp mọc lên như nấm mọc sau mưa. Nhiều lo ngại không ngừng được đặt ra, đặc biệt là sau khi Nghị định 144/2020 của Chính phủ đi vào hiệu lực, trong đó mở rộng cửa cho các thí sinh từng tham gia phẫu thuật thẩm mỹ. Tiên phong trong việc bỏ quy định cấm thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ phải kể đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021, gọi tắt là Miss World Việt Nam. Ban tổ chức này cho rằng đây là một bước tiến giúp cho cuộc thi năm nay có thể tìm ra được đại diện nhan sắc tiệm cận với tiêu chí quốc tế. Bởi quy định mới được cởi trói, đồng nghĩa với việc sẽ mở ra cơ hội cho mọi cô gái. Thật sự là mỗi năm thì sẽ có những cái hồ sơ và những bạn thí sinh đã để lại rất là tiếc nuối cho tất cả các fan của Beauty Queen khi mà mình không có đủ điều kiện để mà tham dự cuộc thi vì cái điều kiện là không có cho phẫu thuật thẩm mỹ. Trong cuộc sống thì ai cũng muốn mình đẹp hơn và khi nào người ta đã đi sửa để người ta đẹp hơn thì người ta phải trải qua rất là nhiều đau đớn để được đẹp. Thì Đỗ Long nghĩ là phải công nhận người ta và nếu mà người ta tham gia những cuộc thi mình càng phải ủng hộ người ta.
Một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia khác là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Không chỉ cho phép các thí sinh đã từng trải qua giao kéo, mà ban tổ chức cuộc thi này còn gia tăng độ tuổi cho thí sinh lên tới 27 tuổi. Chiều cao chỉ cần trên 1m6 và đặc biệt đồng ý nhận hồ sơ dự thi của thí sinh là người chuyển giới nữ. Sự rộng cửa từ Nghị định 144 hiện vẫn đang tạo nên nhiều tranh cãi, kéo theo đó là những lo ngại về sự bùng nổ thiếu kiểm soát của các sân chơi nhan sắc. Không kể, lại không có bất cứ một giới hạn cụ thể nào về việc phẫu thuật thẩm mỹ dành cho các thí sinh. Cũng như cái quan điểm là đầu vào thì nên là mở rộng, còn khi đầu ra đó thì chúng ta mới chọn lọc. Thì chính như vậy thì vô hình chung tự nhiên những cái cuộc thi đó nó đã giúp cho mọi người rõ ràng một người đi thi họ phải phấn đấu hơn, họ phải đẹp hơn, họ phải tốt hơn. Mỗi một ban tổ chức hoặc là mỗi một cuộc thi, mỗi một cái nhìn thì cũng sẽ đều nhìn những cái sự điều chỉnh sao cho nó hợp lý. Và tất nhiên thật sự bản thân tôi nghĩ rằng có bột mới gột nên hồ được. Việt Nam đang trong những ngày vào mùa của các sân chơi nhan sắc. Với sự mở cửa của nghị định mới, trong đó cho phép thí sinh được giao kéo. Nhưng đến đâu là đủ? Thực tế không dễ để trả lời. Thế nhưng, như một lẽ tất yếu, bản thân thị trường cũng luôn có sự sàng lọc và khắt khe của nó. Cái tốt sẽ được lan tỏa, còn cái chưa tốt hay thiếu chất lượng thì ắt bị đào thải. Thông tin nhanh chóng thu hút nhiều bình luận của cộng đồng mạng, trong khi không ít ý kiến cho rằng điều này sẽ tạo điều kiện cho thêm nhiều thí sinh tham gia các cuộc thi nhan sắc, thì nhiều ý kiến lại cho rằng điều này là không nên và nếu không cẩn thận, sẽ trở thành cuộc đọ sức xem ai phẫu thuật thẩm mỹ đẹp hơn. Sau đây là một vài bình luận nổi bật, mời quý vị và các bạn theo dõi. Đã đi thi hoa hậu là phải xinh đẹp hơn người. Giờ chấp nhận cả phẫu thuật thẩm mỹ thì cô nào cũng giống cô nào. Vậy tổ chức thi làm gì cho tốn công, tốn của, mất thời gian của người xem vậy? Ai đồng ý với quan điểm của tôi không? Đây sẽ là một bước ngoặt lớn, thay đổi định nghĩa cuộc thi về nét đẹp thuần khiết tự nhiên của phụ nữ sang cuộc thi về trình độ tay nghề của bác sĩ thẩm mỹ. Tại sao lại chấp nhận hoa hậu phẫu thuật thẩm mỹ? Vớ vẩn thật, phẫu thuật thẩm mỹ không sai trái hay phạm pháp, nhưng là hoa hậu mà có một cái mặt sửa thì không xứng đáng. Phẫu thuật thẩm mỹ tạo ra sự bất công cho những ai không đủ điều kiện làm phẫu thuật thẩm mỹ xịn, bất công vì nó tạo ra một lợi thế không phải do người thi làm ra, mà do chất lượng của đội ngũ phẫu thuật thẩm mỹ. Mình không đồng tình với việc nới lỏng này vì như thế cuộc thi sẽ không còn công bằng nữa. Đâu phải ai cũng có tiền để làm phẫu thuật thẩm mỹ. Một người không có tiền đi làm phẫu thuật thẩm mỹ với một người có tiền đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, đó đã là một lợi thế khổng lồ rồi. Các bạn nói còn phải thi ứng xử, thi trí tuệ, nhưng đây vẫn là một cuộc thi về nhan sắc. Nhan sắc là thứ chiếm yếu tố nhiều nhất. Ứng xử tốt đến mấy, trí tuệ đến mấy mà nhan sắc không thể bằng phẫu thuật thẩm mỹ thì vẫn là thua chứ sao. Tôi thấy phẫu thuật thẩm mỹ là sự điều chỉnh tiến bộ. Có thể bạn không biết, chứ Hoa hậu Hoàn vũ của thế giới cho phép thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Vì cuộc thi đó nó hướng đến vẻ đẹp sexy, bốc lửa mà bẩm sinh ít có người đáp ứng được lắm. Bởi vì bao năm qua cấm phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên thành tích của Việt Nam ở đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ không mấy cao lắm đó thôi. Mấy chục năm mà tới tận Hoenie mới có thành tích thật sự tốt. Các bạn cứ bảo là cho Hoa hậu phẫu thuật thẩm mỹ là mất đi giá trị vẻ đẹp của con gái Việt. Chứ mình thấy hoa hậu chưa bao giờ là mẫu số chung cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam hết. Họ chỉ đẹp theo tiêu chuẩn của ban tổ chức, chứ không thể tính là quy chuẩn cho tất cả được. Họ vẫn là một chương trình giải trí, nên mình thấy cũng chả phải đặt nặng các tiêu chuẩn quá mà làm gì. 11 năm điều trị tại bệnh viện, trải qua 26 lần phẫu thuật điều trị căn bệnh chảy máu di truyền. Một nam bệnh nhân vừa được Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM công bố điều trị thành công. Đặc biệt hơn hết, trong suốt quá trình điều trị hơn 10 năm qua, viện phí của nam bệnh nhân này đã được bảo hiểm y tế chi trả đến 38 tỷ đồng. Đây là trường hợp bệnh nhân Phan Hữu Nghiêm, 37 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long, được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM từ tháng 1 năm 2010 đến nay với chẩn đoán mắc bệnh hemophilia thể nặng, nồng độ yếu tố 8 chỉ dưới 1%. Trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân này đã trải qua tổng cộng 26 cuộc phẫu thuật bằng các kỹ thuật mới với sự kết hợp của đa chuyên khoa bao gồm huyết học, bỏng chỉnh hình, hơn 10 lần nhiễm khuẩn huyết đe dọa tính mạng. Trải qua 11 năm điều trị, đến nay tình trạng bệnh nhân đã hồi phục khoảng 99%. Tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân Nghiêm là 40,8 tỷ đồng, trong đó quỹ bảo hiểm y tế chi trả 38,3 tỷ đồng. Đây được cho là mức kinh phí cao kỷ lục mà bảo hiểm y tế đã chi trả cho các đối tượng tham gia bảo hiểm. Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được điều trị lành bệnh và xuất viện có thể nói là ca bệnh hemophilia nặng nhất đầu tiên của Việt Nam được điều trị thành công. Tính đến thời điểm hiện tại,
Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi diễn biến hồi phục sau khi xuất viện. Cộng đồng mạng đã khá bất ngờ trước con số quá lớn này. Từ đó càng có nhiều ý kiến ủng hộ tính ưu việt của bảo hiểm khi bảo vệ quyền lợi tối đa cho bệnh nhân. Sau đây là một vài ý kiến nổi bật. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Qua trường hợp này, ta thấy ý nghĩa của việc đóng bảo hiểm xã hội không chỉ cho chúng ta mà còn cho những người khác. Một việc rất ý nghĩa thầm lặng mà ít người để ý đến. Hãy vui vẻ vì được đóng bảo hiểm xã hội, vì đó không chỉ cho ta mà còn là cho gia đình, người thân của mình. Bố tôi mấy năm trước mổ tim ở Viện E Hà Nội. Thời điểm đó gia đình tôi chỉ phải thanh toán chưa đến 40 triệu. May mà có bảo hiểm, nếu không đã thanh toán đến hơn 100 triệu. Số tiền mà bố mẹ tôi chắt chiu cả đời mới có được. Nên đừng ai chủ quan nhé. Mong Việt Nam sớm áp dụng bảo hiểm y tế bắt buộc như Thụy Sĩ. Chứ lúc có tiền thì đi nhậu nhẹt, đến lúc ốm đau trở thành gánh nặng cho cả gia đình và xã hội. Bảo hiểm y tế là cứu cánh cho người nghèo mắc bệnh hiểm. Vậy mà nhiều người vẫn cậy mình khỏe mà coi thường tấm thẻ bảo hiểm toàn dân này. Người nhà mình từng mổ não hết hơn 100 triệu, có bảo hiểm y tế 80% đỡ được bao nhiêu. Ước gì mọi người đều tham gia bảo hiểm khi còn có thể. Một thông tin cũng gây xôn xao trong ngày qua là việc đã có 221 nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc chỉ trong vòng một năm qua. Trong số người nghỉ việc có 28 bác sĩ và một số người trình độ tiến sĩ, học hàm, phó giáo sư. Theo bác sĩ Đỗ Văn Thành, trưởng phòng tổ chức cán bộ, một năm qua COVID-19 tác động lớn đến bệnh viện, gây nhiều khó khăn. Nguồn thu của bệnh viện năm 2020 giảm 2.000 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2019, ảnh hưởng đến thu nhập của cán bộ viên chức bệnh viện. Ông Thành cho rằng, vì áp lực thu nhập thấp, nhiều nhân viên được đơn vị khác mời chào với mức thu nhập cao. Tuy nhiên, ông cho rằng hoạt động luân chuyển này không có gì bất thường, không phải là chảy máu chất xám. Theo lãnh đạo bệnh viện, mặc dù 221 nhân sự nghỉ việc, song viện tuyển mới hơn 500 người đều là nhân lực chất lượng như bác sĩ nội trú, giáo sư, tiến sĩ đồng ngành. Bệnh viện cũng sắp xếp lại hoạt động, giải thể một số đơn vị không hiệu quả, sắp nhập trung tâm thận tiết niệu và lọc máu trên cơ sở đơn vị chạy thận nhân tạo và tiết niệu, thành lập nhiều trung tâm như gan mật, trung tâm cấp cứu A9. Quý vị hay theo dõi mạng xã hội hẳn đã từng nghe đến câu chuyện chàng kỹ sư người Việt có tên là Nguyễn Hoàng Bảo Đại dùng trí tuệ nhân tạo AI để viết 10 bài hát trong một giây. Mới đây chàng trai vừa trở thành người thứ 3 ở Việt Nam được Google công nhận là Google Developer Expert trong lĩnh vực Machine Learning. Trong thông báo mới của Google ghi nhận Bảo Đại là một nhạc sĩ trẻ. Anh đã áp dụng các kỹ thuật máy học để nâng cao, phát triển các tác phẩm của mình. Ngoài việc sáng tác, anh còn là một nhà khoa học, nghiên cứu AI trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính. Tháng 3 năm 2021, Bảo Đại là người thứ 3 tại Việt Nam trở thành Google Developer Expert, hay còn gọi tắt là GDE. Theo Bảo Đại, yếu tố quan trọng nhất để trở thành một GDE là đóng góp của người đó với cộng đồng. Bảo Đại hy vọng, ngoài việc học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với cộng đồng GDE toàn cầu, anh có thể mang kiến thức mình học được, truyền đạt cho những cộng đồng kỹ sư công nghệ, cùng các bạn trong nước phát triển những điều đặc biệt, mới mẻ của riêng cho cộng đồng kỹ sư Việt Nam. Google Developer Expert là chương trình tìm kiếm tài năng toàn cầu. Những người được tôn vinh là những người có đóng góp tích cực cho các nhà phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp của địa phương cũng như toàn cầu, giúp xây dựng các ứng dụng có tính sáng tạo cao mà Google ghi nhận và khuyến khích phát triển. Sau khi khởi động cuộc thi thiết kế trang phục cho đại diện Việt Nam tại Miss International Queen, ban tổ chức nhận về nhiều bản vẽ độc đáo. Mới đây, thiết kế cầu tóm 9 củ thành 10 nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi lấy ý tưởng từ hình thức nhà vệ sinh ở nông thôn. Bản vẽ do Lý Thị Út Lành, sinh năm 2004, lên ý tưởng. Về mặt hình thức, bộ trang phục sử dụng mô hình gỗ, phần dưới tái hiện hình ảnh dòng nước với các chú cá. Khi trình diễn, người mặc cầm trên tay giấy vệ sinh, tháo gỡ phần mô hình để khoe vóc dáng. Bản vẽ nhanh chóng nhận được những sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 2.700 lượt thích và hàng trăm bình luận. Trên fanpage chính thức của Miss International Queen Việt Nam, nhiều người dành lời khen ngợi cho ý tưởng độc đáo của Út Lành. Tuy nhiên, đa phần các ý kiến đều không hài lòng với thiết kế này. Họ cho rằng đây là cuộc thi lựa chọn trang phục cho đại diện Việt Nam, nên việc mang ý thiết kế này lên sân khấu quốc tế vừa không thể hiện được nét văn hóa, truyền thống dân tộc, vừa không phù hợp. Một khu vực check-in chất lừ dành riêng cho các fan Marvel sắp được thành lập tại khu resort nghỉ dưỡng bên trong công viên Fairview, Disney California. Đây sẽ không chỉ là nơi người hâm mộ được gặp các vị siêu anh hùng yêu thích, mà còn là nơi mà chính họ có thể biến giấc mơ trở thành siêu anh hùng của mình thành đời thực.
Cụ thể, tuần qua, công viên giải trí California Adventure Park của Disneyland tại Anaheim, California đã thông báo rằng họ sẽ mở cửa khu vực Avenger Campus, vốn rất được công chúng chờ đợi vào ngày 4 tháng 6 sắp tới đây. Cơ sở này cũng đã cho phép truyền thông tiếp cận và ghi nhận những hình ảnh cụ thể đầu tiên của Avenger Campus. Được biết, khu vực giải trí hoàn toàn mới này sẽ bao gồm một điểm tham quan mới thú vị có tên Web Slinger, A Spider-Man Adventure, sẽ cho phép khách ở mọi lứa tuổi phóng những lưới tơ nhện y hệt như siêu anh hùng Spider-Man. Du khách cũng có thể gặp gỡ các siêu anh hùng rất yêu thích như Ant-Man and the Wasp lần đầu tiên tại Disneyland, cũng như